đâu, xích lên xíu, xích lên xíu. Ủa chắc chị Trang đi đâu mặc đồ đi hái vậy hả chị Trang? Hả? Đi học mới mới ở bệnh gì à? Mới bên tàu. Mới hát bên tàu gì à hả? Quay chị trước xong rồi. Quay xe trước cho quay chị trước là anh gì? Quay chị trước nha, cái sau rồi mời nhà ăn chay cùng Trang mà đó thôi em mới đi quay xong. Đây. Anh Thảo đại tí đại ca tí tí đây của Phi Nhung. Đại ca tỷ tỷ của Phi Nhung Phạm. Tự nhiên cái đặc biệt danh cho người ta xong rồi cái đi đâu mất tiêu. 2 tuổi rồi. Kìa chị Như đó kìa. Phi Như trong túi của. Chào chưa? Má Thảo. Chào chị, chào cả cô nữa. Gỡ kìa chị. Ủa thằng cô Trí với Đạt đâu vậy? Không biết. Kìa mới nhắc tới kìa. Chào chưa? Con đây lại chào. Chị Trang nghe nói là hồi sáng nay là hai đứa dậy trễ lắm đúng không? Cho nên là chưa có ăn sáng luôn nè. Bây giờ là bắt hai đứa lên ăn trưa luôn, lên ăn chay luôn nha. Dạ. Ok. Ủa, chị Lê có Đức Hiếu hả? Ai là Đức Hiếu hình như là túc trực ở đây mà đúng không? À, vậy bây giờ Đức Hiếu lên ăn trưa với các chị em luôn nha. Thành lên luôn. Lên luôn sao ngồi đây bấm vậy? Lên luôn đi. Đi luôn cho đi theo luôn đi. Đi theo luôn đi. Theo luôn đi. Rồi chị mẹ vui không chị mẹ? Anh Hiếu ở nhà không? Ông bà cô chú kênh của Vi Như hỏi là tại sao không thấy anh Hiếu đâu hết? Thì tại anh Hiếu đi học với anh Hiếu ra quán làm, anh Hiếu có ở nhà mà quay vlog. Quay video quay nhà chưa? Món này tên gì vậy Hiếu? Dạ cái đó là một cái cũng lắm. Làm gì? Có cái kem mới vậy nè.
Mọi người tới như ở xe đang tới dùng nhà sẽ có những các con của chị Hai tiếp đón đàng hoàng. Đây là đây nữa đi, trí nó đẹp ở đây ăn cơm cơm chiên đúng không? Chứ là ăn cơm chiên đúng không? Hai món mới của quán mình luôn á hả? Yeah. Gọi nấm sẽ phay. Không, hủ tiếu sao đen lâu rồi. Ngon. Rồi mọi người chuẩn bị bụng đi nha. Đây, đây của Trí. Đẹp không? Đẹp cũng ăn này có không? Hình như hồi nãy nghe bé Như nói là gì thích cái món gì nữa đó. À, xoài xoài. Cái đó là món ăn tráng miệng sau cùng. Không thể thiếu của mẹ. Thành không ăn hả? Đẹp. Như cho em cái bánh 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 cơm chiên hay con em nó thích ăn cơm chiên á, Thành á. Thành đâu đưa đây, Thành đưa đây. Một muỗng thôi. Con nè, con à, muỗng là của con hả? Nhớ thôi là của đứa kiếm món này nha. Ủa trứng em à. Ủa chưa kịp quay cái này mà sao xuống ăn hết xíu gì? Giờ bé để làm giờ quay cận bé, quay bé. Quay gì? Quay chứ ăn bình thường thôi. Xin thử đi, thử. Chưa ăn cơm đi vậy giờ chưa ăn gì cơm vừa ăn mấy cái món ấy không à? Trời ơi, chưa ăn một chén cơm rồi đó. Thả hai chén. Ở nhà là ăn một tô á chị Trang. Ơ, chạy cái gì đó? Đạt vô ăn nữa đi, Đạt ngồi ăn nữa đi, Đạt ăn món gì? Dạ, con chiên. Con chiên nữa đúng không? Dạ. Cảm nhận sao Như? Nó chua á. Nó chua chứ gì nữa? Nó chua chua ngọt ngọt. Đây là nước nguyên chất. Lá tí tô nấu. Bố nó lại lắm. Người lá tí tô nấu. Nó có cái vị của mà của vị nhẹ của tí tô á. Rất là tốt. Tốt, lá tí tô tốt. Gieo tầm cũng tốt, ngăn ngừa lão hóa. Lá tí tô cũng ngăn ngừa lão hóa con. Dạ hả? À. Nó trị ho luôn á.
thì hoa tốt lắm. Này là dâu tằm hả? Tí tô dâu tằm. Cái nào ngon hơn? Cái kia. Ủa sao thấy gật gù, thấy thích cái này hơn mà lại khen cái này hơn? Cái này là sả chanh hạt chia, này có miếng vải này nhiều như luôn à. Nói chung là ba loại nước uống phù hợp với bốn mùa, nghĩa là mùa nào cũng dùng được, chứ không chỉ là mình chỉ uống được trong mùa hè thôi. Sao tháng sau thấy vừa vặn không? Yeah. trong ba loại là thích cái nào nhất? Ủa cái này nhất hả? Cái này là do ăn được miếng vải cho nên thích không? Không, em hay uống cái đó, với lại cái đó em thích làm đó. À vậy hả? Em hay làm đó. Thấy vậy giỏi vậy. À, bữa nay ở nhà là nấu đồ bánh lăng nè, đồ rau câu nè, rồi nấu chiên cơm cho anh em ăn nè. Trời ơi, làm kem nữa. Giỏi lắm chị Trang. Trong ba loại là chị Trang thích cái này nhất. Một khi cái mùa nó lạ nhưng mà nó rất là ngon, không biết giải thích như sao. Nói chung cái này uống là nó bị cuốn á, là cứ muốn uống hoài uống hoài. Đạt uống gì á Đạt? Trà là gì Trang? Dạ con uống gì? Uống trà là. Dạ em uống trà là. Ăn hết cái thố cơm chưa? Có rồi. Ăn nữa không? Ăn cơm trắng không? Ăn cơm trắng với đồ ăn đi. Đó. Lần đầu tiên mới thấy Đạt nó ăn hết cơm mà nó không bị ói. Kỹ nè, cuối hai con cũng vậy hả? Vậy hả? Vậy bữa sau cứ cho ra quán ăn khỏi ở nhà ăn nha. Ăn cơm trắng nha con. Ăn cái này thôi. Đúng rồi, chị Trang, chị Trang ăn hết đi. Ăn luôn, chị ăn luôn một bữa thôi. Chứ còn chí mà bò bế là nuôi chấm hết. Chị Trang phải ăn phụ với mấy em. Con ăn đi, con lại ăn xin má Thảo lấy cho giùm cháu. Xin chủ nhà cho người ta mở cửa rồi, thấy không? Đã cửa. À, bước vô là nhìn thấy cái bậc thang đúng rồi đó. Trần Thành nó lại chị Trang luôn rồi. Đó, nó kêu bước lên vậy. Không cho đó. Bước nó không cho. Cho mày. À. Nhìn thẳng lên là nó vô luôn cái hình như vậy đó. Rộng ghê á trời. Nó rộng. Được không? Nó thấy hết nó giống như cái nhà quan vậy. Xe hơi, xe hơi. Ủa nãy giờ mà tám nhà uống sữa chưa? Nãy giờ nó rồi. Sữa trong cái ba lô. Có chuẩn xe.